Em bài em chưa đến đâu à? Đến chỗ nào rồi? Giờ đến lúc nào chưa biết. Bài tập về nhà làm rồi. Bài tập về nhà làm rồi. Cái gì ạ? Học ơ với ân cộng với cả danh từ. Bài tập chữa bài xong mấy giờ rồi? Bài 1 ạ. Bài 1 rồi à? Thế về nhà làm video bài 1 chưa? Ai chưa làm khai thật? Giơ cái tay lên cả. Ai chưa làm bài tập về nhà giơ tay lên cả. Bây giờ đấy. Một, giơ Đấy hẳn là bài lên tuần chưa? trước thôi. Hả? À, Làm bài tuần trước. đã cho thả đâu? Một, hai, ba, bốn, năm. Còn các bạn khác làm chưa? Có năm thôi à? Những người khác có trung thực không? Gì có chuyện có năm người? Thế bạn quên làm bài chưa? Chưa, em chưa học rồi. Hả? Thế quên làm bài chưa? À Chả làm chả thấy dơ lên thì chả thấy trung thực gì. không, em rơi từ đầu ạ. À không, bạn bạn Đào Quyên cơ. À, em chỉ chưa ghi âm thôi ạ. Chưa ghi âm đấy, không phải ghi âm mà đấy là bài nói đấy, ai bảo ghi âm. Cô có nhỏ nói ghi âm bao giờ đâu, buồn cười lắm. Học sinh rất hay bảo là làm video nói này cứ ghi âm mà nhắc đi nhắc lại vẫn ghi âm, không hiểu cô có trách phát âm đâu mà ghi âm, cô trách bạn nói cơ mà, đúng không ạ? À, cái mục đích của cái bước đấy là bước nói mà, có phải mục đích để ghi âm nó chuẩn phát âm đâu. Mục đích là các bạn nói để các bạn nhớ được từ vựng, nhớ được cấu trúc, phản xạ được, đấy là bước nói của các bạn đấy ạ. À, chả với bước ghi âm đâu ạ. À, ghi âm đấy mà gửi ghi âm nên bạn nào gửi ghi âm nên coi như không bài tập nhé. Được chưa? Video. Được chưa? Để biết là các bạn nhìn vào tiếng Việt xong bạn nói ra tiếng Anh. Bây giờ học đâu các bạn phải nói được đến đấy chứ, đúng không? Cứ học đâu nói đến đấy có nghĩa là bạn nhớ hết từ vựng rồi, nhớ hết cấu trúc rồi, phản xạ được rồi, ngon rồi. Thế bây giờ cứ học nhiều các chủ đề, các sắp sắp ghép vào sau tự nhiên bạn giao tiếp được cái gì đâu, đúng không ạ? Mục đích chỉ có thế mà. Tống được cái chỗ từ vựng vào, giống được cấu trúc vào trong đầu, không thực hành ra nói ra thế là xong, có gì đâu. Đấy là tiếng Anh đây. Đấy là giao tiếp đây. Chứ giao tiếp đâu xa. Hay học hello how you. Đấy mới gọi giao tiếp. Học từ câu để giao tiếp. Cô chữa cho bài số 1 xong rồi, hôm nay chữa bài số 2 đúng không? Bài tập về nhà là cho làm bài số 2 dưới dạng viết, bài số 1 dưới dạng nói đúng không ạ? À? Và chép từ vựng về family nhớ chưa? Chả nhớ cái gì cả, cô có cái chục lớp một ngày cô còn nhớ hết. Lớp đang học đến chỗ nào, bài gì chẳng qua hỏi xong có nhớ không. Bạn biết là cô đâu có phải ít lớp đâu, cả ngày có lúc nào nghỉ. Sáng nay thì từ từ gần 5 giờ lớp đã học, đúng không ạ? Mỗi mỗi lớp này đâu, tư duy tâm linh cái lớp đấy mất nhiều thời gian, loạn hết cả lên, suốt ngày xin học bù. Nào em thấy em ấy hôm nay bận em xin nghỉ, thế là cô phải cho học bù. Thế cô mà không thương cô trông cho học bù thì nghỉ luôn còn gì, làm gì có thời gian mà học, đúng không? Học viện là thế đấy, giao vào học viện học là cứ thế trượt như như gà dạ. Cô được có 10 mà 10 10 đến 20% là cùng thôi. Trượt liên tục bởi vì sao ạ? Học viện đấy cứ học học không học thì nghỉ thôi chứ. Ai mà có thời gian đi 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 học bù từng buổi mà cô lưu video xong cô chạy cháy cả máy ngày ở ngày cô. Mấy hôm nay cô kêu học viện cô bảo là máy chắc không biết nó có cháy không, bởi vì nó chạy từ sáng đến đêm. Sáng sớm là đã dùng nó rồi. Từ sáng giờ đây bạn thấy hai cái máy đây này. À, này điện thoại này. À, này nói đi ông gì? Này máy bên này đang chạy đây này. À, tai nghe này có nhìn thấy không? À, có phải tai nghe không? Vẫn dạy các bạn mà, vẫn đang nghe bên này này. Nó rồi gì? Đây. Ban ngày ba cái máy rồi tối bốn năm cái máy. Đúng chưa? Qua cô nói thì tôi dạy bình thường, các bạn thấy cô vẫn dạy bình thường, chả có các bạn có biết gì đâu, không biết cô đang nghe Zoom khác đâu, Zoom khác đang đến đâu cô biết thừa, đúng không ạ? À, xử lý như thế nhỉ? Mà máy cô có máy nào được nghỉ đâu, ốm máy. Nên là học phải thế, xử lý tình huống mà thì phải nhớ đầu óc mà. Chưa già đầu đã già rồi nói chuyện gì, đúng không ạ? Bài tập của mình cả tuần mình có một buổi học em còn không nhớ được học cái gì đã thì tội đến chết.
Học đó cô có phải là mỗi thứ này đâu, đầy thứ khác chứ. Một thứ thì nói làm gì, cô vẫn nhớ được. Ngày xưa đầu nó hơi lơ đễnh nhưng bây giờ thì xử lý nhanh lắm. Học xong cái khóa tư duy này xong thì gần như là được khai mở ấy. Khai mở nên là phản xạ nhanh lắm. Bạn ấy biết là sau học viện có một cô, lúc đấy cô cũng không y trẻ thế, hơn 60 tuổi rồi. Hơn 60 tuổi mà nhìn trông như hơn 40 tuổi thôi, trẻ cực luôn. Hỏi tuổi ta biết hơn 60 tuổi mà bảo với học sinh mà. Như cô lưu lại video rồi đúng không? Lưu video lần hai rồi đúng không? Phải không? Đúng rồi, đang ghi đấy. Không biết rồi nhưng mà nó có phải là cô lưu lần hai rồi không? Lưu giao tiếp là riêng rồi không? Lấy đã tắt Đúng rồi, tắt lúc trước là cô tắt rồi. rồi để tách riêng ra không thì nó để chung nhau video các bạn xem nó khó. Để cô hỏi ra có thấy hơn 60 tuổi mà nói với học sinh bảo chứ. Ui hơn 60 tuổi á? Em cứ tưởng hơn 40 tuổi chứ. Ô, nhìn học sinh nhìn nhìn giảng viên học viện toàn trẻ mắt người nhưng mà trông thế mà cũng dựng chứng phết ấy. Cứ Ủa nhìn mà cô nhìn đấy chị. là biết trẻ vừa sinh. Cô một năm nay cô trẻ ra khối đấy. Bố mẹ cô còn thấy cô trẻ mà. Cách mấy tháng không về tự nhiên thấy cả nhà thấy cả chị gái cả em gái Cô mà bảo ôi là sao cả Lan ngày dạo cả này đêm. nhìn nhìn khác thế. Và nhìn trẻ ra xong lại lại thấy da đẹp hơn. Ở thế Đúng. à? Mấy tháng nữa về lại thấy khác tiếp. Hôm qua buồn cười có một bạn bạn ấy học cùng từ hồi đại học ấy, ở cùng ký túc với nhau 4 năm. 8 tháng trước thì vẫn còn gặp nhau. Thế hôm qua bạn cũng vào cái lớp tư duy tâm linh bạn học, thế bạn bảo ui. Bạn đi về bạn khoe các bạn cùng cùng mấy cái trong phòng có một nhóm mà. Bạn bảo ui mọi người ơi vào xem Lan. Lan bây giờ khác lắm. Từ tác phong rồi phong thái rồi các thứ khác hẳn luôn. Không giống mình gặp một tháng 8 tháng trước. Tức là 8 tháng trước gặp thôi bây giờ khác hẳn luôn ạ. Mình cũng không biết nhưng bạn đi gặp thì bạn bảo thế thôi chứ 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 còn bản thân mình có khi suốt ngày nhìn như thế này thì mình không để ý nhưng mà đúng 8 tháng trước đến nay đã khác rồi và chính bạn bảo thế ô Lan khác thế buồn cười đó nên là tự đấy tại vì tự mọi thứ nó từ bên trong mà khi mình mọi thứ từ bên trong nó lột tả ra thì nó khác lắm nó khác cả bên ngoài gọi tâm sinh tướng mà nên là chả có cái gì ra diệu kỳ như thế nên bảo một năm nay bảo chả tí son phấn nào. Môi cô có tí phấn nào đâu, có tí son nó chẳng qua hơi khô môi thì có cái son này nhiều khi mình lười mình uống nước ấy, thì bôi nó vào để cho nó dưỡng môi ấy, có cái gì đâu. Mặt thì chả có cái gì, mặt chỉ có bôi tí dưỡng. Thế thôi. Cả năm nay chả còn phấn thì son cũng vứt. Chẳng có Trong dùng cùng hoa ra phấn. được. Đấy, có cần gì đâu. Ngày xưa suốt ngày đi đâu rồi chát chít thì, ôi cái lông mày cái mày mình ngại lắm mình ngại với cái thứ đấy lắm. Chính ngại bây giờ tự nhiên là đi đâu bây giờ ra ngoài tự tin mà cô phải làm gì đâu thậm chí lười chả bôi kem chống nắng luôn nhưng mà trước đây thì đi ra ngoài không bôi tính mất tự tin lắm. Rồi ok ạ à. Học nha đọc này bây giờ là không phải hỏi câu gì bây giờ tự phản xạ được nhé khẳng định phủ định nghi vấn biết hết rồi tính từ thì đã học hết rồi to be biết rồi bây giờ chỉ thêm mỗi cái từ vựng về danh từ về job nữa thôi mà để nhớ mà thôi. Mẹ tôi là một nhà kinh doanh giỏi ạ. À. Xin mời. My mother is a good business. My mother is a good business woman. Business woman. 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 Số ít thì woman. Số nhiều mới đọc là women. Được chưa? Women. Vậy là businessman. Businessman là cũng được. Hoặc là business woman cũng được. Businessman thì nó là từ dành chung cho cả nam cả nữ. Còn business woman thì chỉ có dùng cho doanh nhân nữ thôi. Được chưa? Nên tùy bạn vẫn dùng nào dùng. Mẹ tôi là giáo viên tiếng Anh giỏi. Cô thấy cái từ business woman đấy là viết rời à? Thế còn Viết businessman liền. Viết liền. À. Câu số 2 nào. My mother is a good English. English teacher. English teacher. Bạn. Anh ấy là một cậu bé thông minh. He is a smart được hoặc clever được. Còn intelligent phải là gì? Ân đúng rồi nguyên âm mà đấy, nguyên âm này ân intelligent tiếp
Ông bà của bạn có phải là những nghệ sĩ giỏi không? Ông bà của bạn có phải là nghệ sĩ giỏi không? Em gái tôi không phải là một thu nhân cẩn thận. Câu gì đây? My sister is a cashier. Anh trai của bạn có phải là một thợ xây giỏi không? Is your brother a good builder? Cha tôi là một phóng viên bận rộn. My father is a busy reporter. My father is a BD reporter. Chị dâu tôi là một người thợ may cẩn thận. My sister-in-law is a careful Taylor. Có phải là đầu bếp nổi tiếng không? Is Nam a famous chef? Anh trai của Tuấn có phải là nhà ảo thuật gia nổi tiếng không? Is Tuấn a famous magician? Câu số 11 các bạn làm đi ạ. Rồi, phòng trong cái nó xong rồi. Có một người thợ làm bánh trong tiệm này là Gary, a baker in this shop or store. Lan và Hoa có phải là ca sĩ nổi tiếng không? Alan and Hua, famous singers. Phải là nghệ sĩ giỏi.
My father is a good artist. Bạn một bạn dùng đúng rồi, artist. Câu câu số 14 à? Is he young and handsome waiter? Chính xác ạ. Handsome waiter. Số 15. Những người anh em của tôi là những thợ mộc chuyên nghiệp. My brother is a professional carpenter. My brother là những người anh số nhiều. To be là professional carpenters. Carpenters. Rồi. Tiếp theo 16. Hoa có phải là diễn viên nổi tiếng không? Is Hoa famous? Hoa có phải là thư ký trẻ đẹp và giỏi không? Is Hoa beautiful and good? Secretary. Ông bà của tôi không phải là những người làm vườn chuyên nghiệp. Gardener. Nam không phải là bác sĩ thú y tử tế. Nam isn't a kind vet. Bố của bạn có phải là một doanh nhân thành đạt không? Is your father a successful businessman? Những người đàn ông đó có phải là cảnh sát không? Policeman. Số ít thì đọc policeman, số nhiều đọc policeman. Policeman. Những người đàn ông đó
không phải là họa sĩ chuyên nghiệp. Those men aren't professional painters. Those men aren't professional painters. Đúng rồi, painters. Chữ thế này có nhanh không? Có bạn nào không theo được không? Có bạn nào mà thấy không hiểu không? Those men aren't professional. Hôm nay mà thấy không hiểu là đang có vấn đề đấy. Bởi vì sao? So men. Bởi vì là cái bây giờ là những cái phản xạ này phải nắm được hết rồi. Giờ chỉ có mỗi nhiệm vụ là nhớ được cái từ vựng này đây này. Đúng không? Nhớ cái từ vựng về nghề nghiệp đấy thôi đây. Chứ có thêm cái gì đâu, đúng không ạ? Tiếp ạ. Lan có phải là thợ làm tóc giỏi không? Is Lan hairdresser. Nhàn vào phòng trong đi chị Nhàn ơi. Chuyển rồi chị Nhàn vào phòng trong đi. Is Lan a good hairdresser? Những người phụ nữ đó có phải là những người nông dân chăm chỉ không? Are those women hardworking? Hardworking farmers. Farmers. Em nào? Dạ. Xong rồi. Xong hết bài số 2 rồi. Thực ra mà job này còn là hai bài chuyên sâu nữa, nhưng hai bài chuyên sâu ở level 2. Đến level 1 chúng ta hai bài này đã ổn rồi. Đó. Thì từ vựng về job đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài mới của chúng ta ngày hôm nay, đó là chủ đề tiếp theo về family. Chủ đề về family thì cô đã giao bài tập về nhà cho lớp chép từ vựng rồi đúng không? Còn nhớ không ạ? Chép hết chưa? Các bạn chép ở nhà rồi, đã có nghĩa và đã có loại từ rồi. Family loại từ là danh từ đúng không? Nên là miễn bàn. Đó, bước cuối cùng là chỉ có mỗi bước đọc thôi. Bây giờ cô sẽ cho lớp mình đọc. Bây giờ sẽ là đọc nhé. Bước của cô là bước đọc thôi, cho các bạn đọc cho nó chuẩn phát âm hơn. Bây giờ học được một nửa từ rồi, đúng không? Đọc được nửa từ chuẩn rồi. Nên khi đọc này phải đọc gì? Chuẩn phát âm nhé. Được chưa? Chứ không phải đọc cho nó thoải mái đâu. Là nhớ về định hình từ môi lên răng rồi như thế nào nhé. Xin mời. Bây giờ mình sẽ đọc này. Nhớ chữ F thì phải cho môi lên răng. Đây. Giờ đặt lưỡi ở ngoài. Xin mời đọc. Father. Father. Foster father. Foster father. Adoptive father. Adoptive father. Đi môi ạ. Mother. Mother. Foster mother. Foster mother. Rồi. Tiếp tục. Adoptive mother. Adoptive mother. Rồi. Stepfather. Stepfather. Rồi. Stepmother. Stepmother. Rồi. Son. Son. Ân ở cuối nhé. Son. Son. Đấy, con nhỏ muốn học tiếng Anh à? Đấy, đang muốn học tiếng Anh đấy. Trời, quay lưỡi này cho. Daughter. Daughter. Rồi, bờ bí môi lại. Parent. Parent. Nhớ này, chữ T ở cuối bật lên nhé. Cái chữ parent mà không có F thì có nghĩa là một ông bố, một bà mẹ thôi. Còn có S thì nó là cả bố, cả mẹ, nhớ chưa? Nên đọc phải rõ ràng là phụ âm cuối nha. Parent. Parent. Đây là parents. Parents. Child. Child. Wife. Wife. Đưa môi lên răng. Wife. 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 Rồi bây giờ chúng ta đọc. Đấy, tự đọc nhé. Nhớ định hình môi lên răng chuẩn nhé. Father. 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 Father.
Rồi mình sẽ đọc tiếp ạ. Phần tiếp theo nhá. Đây ạ. Husband. Rồi ạ. Ask husband. Ask husband. Ask wife. Ask wife. Phở một lần tăng ask wife. Ask wife. Rồi. Ask husband. Ask husband. Rồi. Sibling. 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 Nhớ thủ đấy là ừng ừng nhá. Sibling. Sibling. Rồi. Brother. Brother. Okay. Half brother. Half brother. Rồi. Sister. Sister. Mẹ miệng ai bên chữ giờ này. Younger sister. Younger brother. Younger brother. Older sister. Older brother. Older brother. Relative. Relative. Uncle. Uncle. Aunt. Aunt. Nephew. 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 Rồi xin mời cả lớp tự đọc nào. Tiếp nha. Đây không được nai đâu nha. Đây là cháu gái ạ. Niece. Niece. G thu đỡ lại này. Grandmother. 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 G thu đỡ lại. Không nói ra chữ G đấy ạ. Grandfather. Grandfather. Phở môi lên răng. Grandfather. Grandfather. Rồi tiếp. Thu đỡ lại nha. Grandparents. Grandparents. Đọc đi bạn Huy ơi. Grandparents. Ngồi nhìn mà đọc được đâu. Có ai mà ngồi nhìn người khác đọc để đọc được không? Chả có ai ngồi nhìn mà đọc được cả. Đọc đi ạ. Paternal grandmother. Paternal grandmother. Rồi. Paternal grandfather. Paternal grandmother. Paternal grandparents. Paternal grandparents. Nội đấy, nội đấy thì là paternal, còn ngoại thì maternal đấy, bên nội bên ngoại đấy. Paternal. Tiếp ạ, mở mím cái môi lại ạ. Maternal grandmother.
Maternal grandmother. Cô đọc chậm để các bạn định hình cái môi, cái miệng đặt cho chuẩn đấy nhỉ. Maternal grandfather. Maternal grandparents. Maternal grandparents. Cờ thụt cái lưỡi lại ạ. Grandson. Grandson. Nhớ là bắt đầu là thoát âm thì thụt lưỡi lại nhá. Granddaughter. Granddaughter. Rồi. Tiếp ạ. Grandchild. Grandchild. Chờ cong cái môi lên, đờ gầy lưỡi lại sau. Grandchild. Grandchild. Rồi. Cousin. Cousin. Rồi. Spouse. Spouse. Để ý cho cô cái từ cousin là anh em họ trong vòng 3 đời đủ lại nhé. Anh em họ trong vòng 3 đời đủ lại thì gọi là grand, gọi là cousin. Và chúng ta nhìn cái từ này này, relative này này, cũng là anh em họ, nhưng anh em họ từ dạng 4 đời trở lên. Đúng không ạ? Từ dạng 4 đời trở lên gọi anh em họ hàng xa thì chúng ta dùng cái từ này. Còn anh em họ hàng gần khoảng 3 đời đủ lại chúng ta dùng cousin, nhớ chưa? Đúng không ạ? Nên là mình phải dùng chuẩn đấy nhá. Để đi giới thiệu cô gì chú bác mình bảo là đây là relative của tôi thì hỏng rồi, đúng không ạ? Tiếp nha, đọc tiếp ạ. Spouse. Spouse. Chúng tôi là vợ chồng, chúng ta có thể nói là we are spouse, được chưa? Hoặc là bạn có thể nói là we are couple ấy, cặp ấy, cũng là vợ chồng. Couple. We are spouse cũng là chúng tôi là vợ chồng, được chưa? Mở mí môi lại nha. Mother-in-law. Mother-in-law. Mở đôi môi lên răng ạ. Father-in-law. Father-in-law. Tiếp tục ạ. Son-in-law. Son-in-law. Đờ quay lưỡi ở trong ạ. Daughter-in-law. Daughter-in-law. Tiếp tục ạ. Sister-in-law. Sister-in-law. Bờ mí môi lại ạ. Brother-in-law. Brother-in-law. Rồi, ok. Xin mời cả lớp đọc nào. Từ đây. Grandson, grandmother, grandfather, grandparents, grandchild, cousin, cousin, grandson, 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 grand
Thì chúng ta đã xong phần từ vựng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần ngữ pháp và ngữ pháp ngày hôm nay chúng ta sẽ được học. Vì phần này nó cũng dễ thôi, nó cũng không có gì khó khăn lắm đâu ạ. Bước số 2 chính là vào phần ngữ pháp. Ngữ pháp ngày hôm nay chúng ta sẽ được học liên quan đến dạng sở hữu. Chúng ta muốn nói về sở hữu thì chúng ta dùng như thế nào? Thứ nhất là đầu tiên chúng ta sẽ học loại từ đầu tiên đó là tính từ sở hữu. Cái này thì rất là dễ, là chúng ta học rất nhiều rồi. Bây giờ chỉ có review và ôn lại thôi. Grammar.
cô viết. Là ngữ pháp đấy à? Yeah. Tính từ sở hữu thì mình nhìn vào đây này. Cái chữ M đứng đó. À ừ, nó bị nhầm. Nhảy bị sai. Sai vị trí. À, chúng ta nhìn vào cái cặp từ đầu tiên ấy. Cái cặp từ đầu, cái cặp đầu tiên của chúng ta chính là từ dạ, chủ ngữ ấy. Đây, các bạn nhìn vào phần chủ ngữ ạ. Yeah. Cái cặp chủ ngữ của chúng ta thì chúng ta để ý là gì ạ? Cái này chúng ta học rồi này. Nó làm gì trong câu? Chủ ngữ trong câu đúng không? Tám chủ ngữ, được chưa? Còn cái cặp này hôm nay chúng ta cũng học rồi này. Làm gì? Tân ngữ trong câu, đúng không ạ? Đấy, cũng đã học rồi này. Được chưa? Còn mỗi cái cặp này thôi. Chị Quân cứ ao ra ao vào. Mỗi cái cọc này này là chúng ta chưa được học đến đúng không? Nó gọi là tính từ sĩ. Sao gọi là tính từ sĩ? Nghĩa là dịch chữ của ai đó. Của thì nghĩa là thành gọi là sở hữu. Vậy thì theo các bạn cái tính từ sở hữu này nó đứng ở đâu trong câu? Cái chỗ này đứng đầu làm chủ ngữ rồi này. Cái này đứng làm tân ngữ rồi này. Theo các bạn cái tính từ sĩ đứng ở đâu trong câu ạ? Đứng trước danh từ. Đúng rồi. Cái tính từ sở hữu này lưu ý nó không bao giờ đứng một mình đâu ạ. Mà nó luôn phải có một danh từ theo sau. Nó phải luôn có một danh từ theo sau ạ. Được chưa ạ? Thì nó mới có nghĩa. Còn nếu đứng một mình không có nghĩa đâu ạ. Nó không bao giờ đứng một mình ạ. Không ai dùng cái cọc này đứng một mình hết. Được chưa ạ? Đấy chưa? Luôn cần một danh từ theo sau. Ví dụ mai của tôi đúng không? Cái gì của tôi? Mẹ chồng của tôi mà có nghĩa cụ thể. Mà nếu mà mẹ chồng của tôi thì loại từ nó trở thành gì đấy? Danh từ. Danh từ. Vậy nó làm gì trong câu được? Chủ ngữ. Chủ ngữ. Và nó có thể làm gì trong câu được nữa? Tân ngữ. Nếu tính từ sở hữu mà có danh từ theo sau thì loại từ nó bằng danh từ. Hiểu chưa ạ? Đấy, được điều tiên là như thế đã. Cái này thì rất là dễ rồi. Bây giờ đặt câu nhé. Mẹ chồng của tôi là một nông dân. My mother in law is a farmer. Is a farmer. Chính xác ạ. Is a farmer. Rồi. Đặt một câu khác. Mẹ chồng của tôi là một công nhân vệ sinh chăm chỉ. My mother is a hardworking. Công nhân vệ sinh là gì nhỉ? Cleaner. No, not cleaner. Cleaner là nhân viên dọn dẹp vệ sinh rồi à. À, công nhân vệ sinh là gì? Là gì ạ? Công nhân vệ sinh là gì? Có ai nhớ không? Công nhân vệ sinh là gì? Sinh là sanitation worker. Đúng rồi, sanitation worker, nhớ từ này vào nhé. Bà ấy là mẹ kế của tôi đấy. Sẽ nói như nào? Bà ấy là mẹ kế của tôi đấy. She is my stepmother. She is my stepmother. Đúng rồi, she is my stepmother. Chính xác ạ. Rồi chúng ta xong cái này thì rất dễ nhé. Là nó có tính từ sỉu đây rồi, cứ cái này của ai đó đúng không? Cái này dịch là của. Thế nhưng mà các bạn nhìn cái chủ ngữ là danh từ này này. Nó không có dạng tính từ sở hữu. Có nghĩa là nó không thể nói được sở hữu cách bằng cái sở hữu bằng cái từ như thế này được, mà nó không có. Vậy muốn nói sở hữu của danh từ thì chúng ta phải dùng đến một loại gì ạ?
sở hữu khác nó được gọi là sở hữu cách. Vậy sở hữu cách là gì? Đây. Sở hữu cách này chỉ áp dụng với chủ ngữ là danh từ đấy nhá. Còn các chủ ngữ trên có hết sở hữu với này. Chưa? Áp dụng với chủ ngữ là danh từ. Đây. Sở hữu cách dùng để chỉ sự sở hữu của ai đó. Dùng để chỉ sự sở hữu của ai đó. Dạ. Nhớ là của ai đó đây có nghĩa chỉ áp dụng với người, áp dụng với vật rồi nhá. Dạ. Dạ đây nhé. Công thức đầu tiên này, danh từ chỉ người số ít thành lập sở hữu cách thêm chữ của này, chữ của bằng cách thêm phẩy s, sau đó cộng danh từ tiếp theo. Bố chồng của Lan không phải là bác sĩ giỏi, và chúng ta sẽ đặt như nào? Lan is a good doctor. Chính xác như này. Bố chồng, xong đó có chữ của này, của phải s này, nhìn thấy chưa? Xong đó Lan. Vậy Lan có phải là danh từ chỉ người số ít không? Xong sở cách bằng cách thêm phải s đây là chữ của đây. Nó danh từ thì sau đúng không? Bố chồng nói trước sau, Lan nói sau cho trước nhé. Chữ của thêm phải s vào là sau. Bố nuôi của Tuấn là một phi hành gia nổi tiếng phải không? Tuấn's adoptive father. Câu gì đây? Câu hỏi đảo cái gì lên? Adoptive father. Hoặc là foster father gì nữa? Foster father. Là một gì ạ? Cái gì ạ? Phi hành gia nổi tiếng là gì? Famous pilot. À? Phi hành gia. Phi công. Astronaut. Pilot là phi công. Astronaut. Bây giờ mình sẽ vào trường hợp số 2 nhé. Đúng rồi. Danh từ chỉ người số nhiều có s rồi, của thì chỉ thêm phẩy thôi. Thank you.
Được chưa? Giờ đặt câu nhé. Chiếc xe ô tô của bố mẹ tôi rất thượng cổ rồi. Chiếc xe ô tô của bố mẹ tôi rất thượng cổ rồi. Chủ ngữ đây là chiếc xe ô tô chứ không phải là bố mẹ tôi, nhớ chưa? Chủ ngữ đây là những chiếc xe, à chiếc xe ô tô, được chưa? Của bố mẹ tôi rất thượng cổ, chứ không phải chủ ngữ là bố mẹ tôi đâu nhé. Tiếp theo, ngôi nhà của ông bà bạn rất cao phải không? Is your grandparent house very very tall? High, very high, cao mà. Cao. Trường hợp sở hữu cách số 3. Danh từ chỉ người số nhiều không có s. Danh từ chỉ người số nhiều không có s thì chúng ta thêm phẩy s như thường, sau đó cộng danh từ tiếp theo.